Giá cà phê hôm nay 28 tháng 7, cà phê mất gần 5.000 đồng trên kg trong nửa tháng qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 123.400 đồng trên kg. Tại huyện Trư Mờ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 123.800 đồng trên kg. Tại huyện Ea Hẻ Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 123.700 đồng trên kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 124.000 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 123.900 đồng trên kg ở Đắk Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 123.700 đồng trên kg, Chư Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 123.600 đồng trên kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 123.700 đồng trên kg. Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2024 giảm 93 đô la Mỹ trên tấn, ở mức 4.302 đô la Mỹ trên tấn, giao tháng 11 năm 2024 giảm 92 đô la Mỹ trên tấn, ở mức 4.150 đô la Mỹ trên tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2024 giảm 4,45 cent trên bao, ở mức 230,25 cent trên bao, giao tháng 12 năm 2024 giảm 4,4 cent trên bao, ở mức 229,15 cent trên bao. Tổng kết tuần Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9 giảm 228 đô la Mỹ trên tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 9 giảm 8,05 sen trên bao. Giá cà phê nội địa mất trung bình 2.500 đồng trên kg. Tuần qua, giá sụt giảm theo giá Robusta trên thị trường London và do nhu cầu, nguồn cung giảm vào cuối vụ. Tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9 giảm 87 đô la Mỹ trên tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 9 giảm 10,55 sen trên bao giá cà phê nội địa mất trung bình 2.000 đồng trên kg. Như vậy hai tuần qua giá cà phê đã giảm tới hơn 300 đô la Mỹ trên tấn. Tuần này, các quỹ và đầu cơ tiếp tục xả hàng, cơ cấu lại danh mục đầu tư sau hai tuần tăng mạnh đầu tháng. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết thuận lợi tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam và Brazil làm vơi bớt mối lo sản lượng vụ sau. Tiến độ thu hoạch nhanh của Brazil, hàng tồn kho tăng trên hai sàn cũng là những nguyên nhân đẩy cà phê tiếp tục giảm tuần này.